thì hãy làm theo. Chứ Đức Mẹ không chỉ bảo hãy đến với ta ở đây này. Đến với Đức Mẹ xong Đức Mẹ bảo hãy đến với Giê-xu, Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Như vậy thì triều kích Maria có nghĩa là khi ta càng yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu, ta sẽ càng gắn bó với lời Chúa bấy nhiêu và gắn bó với Chúa Giê-xu bấy nhiêu. Chứ không phải là xa Chúa Giê-xu và xa Thánh Kinh. Cái việc mà các anh chị đi học Thánh Kinh như thế này cùng với lòng yêu mến của các anh chị dành cho Đức Mẹ không có cái gì là mâu thuẫn nhau hết đó. Mà trái lại nó là một và hết sức là phong phú. Thế và cuối cùng, cái năm 2008 này, các anh chị có nhớ là năm gì không? Năm ông Thánh Phaolô, phải không? Mà Thánh Phaolô thì nổi tiếng là vị tông đồ dân ngoại. Cho nên khi được gọi làm giám mục vào năm 2008, năm Thánh Phaolô, tôi cũng ý thức cái điều là Chúa nhắc nhớ mình để làm sao khi mà mình tập trung vào lời Chúa thì đấy không chỉ là để suy tưởng cho nó thỏa mãn trí khôn của mình, mà phải là thúc đẩy mình quan tâm đến việc truyền giáo nhiều hơn, đến việc giới thiệu Chúa Giê-xu cho anh chị em của mình nhiều hơn. Thế thành thử ra nó từ cái sự kiện là được gọi làm giám mục thôi, nhưng mà nó vào cái tháng đó, cái năm đó, cái ngày đó, với biến cố đang diễn ra ở Roma đó, làm cho tôi đặt mình trước mặt Chúa này. Tôi có một vài suy nghĩ tôi chia sẻ với các anh chị. Rồi cuối cùng, lúc nãy anh đại diện ở đây anh có nhắc đến cái câu hãy theo Thầy. Thì mỗi một giám mục thì phải có một khẩu hiệu. Người ta hỏi tôi là chọn khẩu hiệu nào, tôi chọn câu hãy theo Thầy. Lý do làm sao? Là bởi vì khi được hỏi như vậy thì ngay lập tức là tôi nhớ đến cách đây mấy năm, khi Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị qua đời. Các anh chị còn nhớ là một biến cố lớn ở trong đời sống giáo hội, phải không? Chưa bao giờ thế giới chứng kiến một đám tang mà trọng thể, mà đông người, mà cảm động như vậy. Đến nỗi người ta bảo là cả thế giới hiện diện ở Roma, bởi vì hầu hết các lãnh tụ của các đất nước đều có mặt hết. Rất là nhiều hình ảnh đáng nhớ, nhưng mà riêng tôi hôm đó tôi nhớ cái bài giảng của Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng hiện nay. Bài giảng mà sau đó ông Tổng thống Bush Mỹ cũng khen quá sức. Bài giảng đó tập trung vào đoạn tin mừng Gioan chương 21. Khi Chúa Kitô sống lại từ cõi chết thì Người hiện ra với các môn đệ, và trong đó Người hỏi Phêrô ba lần: con có yêu mến Thầy không? Và sau khi Phêrô trả lời ba lần, mà cái lần cuối cùng thì chắc ông ấy buồn lắm, bởi vì Chúa hỏi đi những ba lần, bù cho mình chối Thầy ba lần. Và sau khi Phêrô trả lời lần thứ ba rồi thì Chúa mới nói câu cuối cùng là hãy theo Thầy. Thế Đức Giáo Hoàng hiện tại lúc bây giờ là Hồng Y Ratzinger tập trung vào cái câu hãy theo Thầy, để Ngài diễn lại cuộc đời của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị từ khi còn là một chàng thanh niên, đáp lại tiếng Chúa gọi vào trong đại chủng viện đi tu, đến khi làm linh mục trong hoàn cảnh chiến tranh chứ không có được thoải mái như bây giờ. Rồi làm giám mục lúc mới còn trẻ lắm, mới có 38 tuổi. Rồi làm hồng y có 48 tuổi. Và cuối cùng là
Lâm Giáo Hoàng nổi tiếng thế giới. Thế thì tất cả những chặng đường đó đều là hãy theo Thầy, hãy theo Thầy. Tôi nhớ lại cái bài giảng đó và tôi nghĩ rằng Chúa gọi mình làm giám mục thì cũng chỉ là một lời mời gọi hãy theo Thầy thôi. Khi mình chịu chức linh mục thì cũng là đáp lại cái lời mời gọi hãy theo Thầy. Mà đến bây giờ thì cũng là vậy thôi. Có chăng là cảm nhận nó mạnh mẽ hơn, Chúa đòi hỏi mình quyết liệt hơn, nhưng mà vẫn là hãy theo Thầy thôi. Cho nên rất đơn giản là vậy đấy, Thầy Giê-xu chứ không phải Thầy nào. Rồi nó gắn với khẩu hiệu, thì mỗi giám mục thì có cái huy hiệu. Tôi chọn cái huy hiệu là logo của trung tâm mục vụ. Cho nên là các anh chị thấy cái hình vẽ của trung tâm mục vụ này thôi. Mà hình vẽ đó, tại sao tôi lại chọn? Là bởi vì mình được gọi làm giám mục từ cái nơi này, từ trung tâm mục vụ này. Và cái logo đấy nó diễn tả tâm tình, tâm niệm mà anh em linh mục ở trong trung tâm mục vụ này chọn làm tâm niệm cho công việc của mình. Hình như tôi chưa có dịp nào giải thích cho các anh chị về cái logo đấy. Mình thấy nó là trái tim phải không? Nhưng mà thực ra nó là hai trái tim. Nó là chữ M và chữ V, mục vụ. Nhưng mà chữ M được diễn tả thành một trái tim ở trên, và chữ V được diễn tả thành một trái tim khác ở dưới. Hai trái tim đan quyện vào nhau, và ở giữa là thánh giá, là tình yêu Giê-xu. Chúng tôi muốn nói là mục vụ là cái gì? Người làm mục vụ hay là người học mục vụ trước hết là làm sao để cho trái tim của mình đan quyện với trái tim của Chúa. Như Thánh Phaolô nói trong thư Philip đó, hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giê-xu. Mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giê-xu, để cho trái tim mình đan kết với trái tim của Chúa. Và khi trái tim của mình đan kết với trái tim của Chúa rồi, thì mình đi làm mục vụ có nghĩa là mình không làm theo cái tâm tư của mình nữa, mà là mình mang lấy tâm tư của Chúa để đi phục vụ. Cho nên chữ M và chữ V mà nó là hai trái tim đan quyện vào nhau, nhưng mà không phải một tình yêu nào ở ngoài đời, mà là tình yêu thánh giá, tình yêu Giê-xu. Ý nghĩa của logo ở đây là như vậy, và tôi cũng chọn đó làm huy hiệu cho đời giám mục của mình. Cho nên hôm nay đúng vào cái lúc mà tòa thánh gọi thì các anh chị lại đi học. Xin chia sẻ với các anh chị một vài tâm tình rất là gần gũi như thế, và mong các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho. Còn trong tương lai, khi nào mà tôi có thể thu xếp thời giờ được thì tôi cũng vẫn đến lớp chia sẻ Thánh Kinh như thường.
con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Ngày hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con nghĩ ca ngợi, lòng thương xót cho xin dâng lời cảm tạ.